với chương trình Ẩm thực miền Tây. Và hôm nay tôi xin gửi tất chỉ các bạn nấu món lẩu mắm. Và tới đây, giờ tôi sẽ bỏ cái nồi lên, tôi bật bếp ga. Rồi tôi cho 2 lít nước vào ngay. Xong sau đó tôi coi cho sơ nè. Rồi tôi coi nó chín liền 15 phút là rồi đó. Khi nồi mắm đã sôi, cá trong nồi đã rã, tôi mới lấy thêm một cái nồi nữa. Xong sau đó để cái gây lên, lấy nồi mắm đã sau tôi đổ vào, để lọc nước nó ra, chỉ lấy phần nước thôi, còn phần cái tôi sẽ đem bỏ. Xong sau đó tôi lấy cái chảo lên, cho 2 muỗng canh dầu ăn vào, tôi bỏ hành tím vào xào luôn, chào cho tỏi nó ngã vàng. Xong tới bước tiếp theo đó, sau khi mà tôi chiên tỏi cho nó vàng rồi em, thì ngay sau đó bỏ nấm rơm vào. Tôi sẽ xào ngay cái nấm rơm nó chín là xong. Sau tôi bỏ xả cùng thịt ba rọi, tôi sẽ xào thịt nó chín là xong. Rồi ngay sau đó tôi lấy cái nồi, nồi mắm hồi nãy bỏ lên bếp liền. Rồi tôi sẽ nêm cho vừa ăn để mắm thêm ngon. Nêm ngay bột ngọt nêm liền 2 muỗng, 2 muỗng cà phê đường thì 3 muỗng canh. Xong. Vẫn còn lạc à. Sao mặn vậy đấy? Và nguyên nhân này cũng làm cho món ăn chúng ta bị thất bại. Để hoàn thành món ăn chúng ta sẽ đếm đón xem vào tập tiếp theo, vào tuần sau. Ốp đòn mấy đứa ơi. Đón xem tập 26, 21 giờ thứ 7 ngày 12 tháng 9 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.